quả bí đỏ biết hát. Xưa, có một đôi vợ chồng ông bà lão hiền lành, chăm chỉ. Họ đã về già mà mãi vẫn chưa có một mụn con nào. Cả hai lúc nào cũng hy vọng sẽ có một đứa con để chăm sóc bế bồng. Ước gì chúng ta có một mụn con ông nhỉ? Dù cho nó có giống một quả bí cũng được. Hay, có được đứa con thì dù có vất vả thế nào cũng vui. Không ngờ, mong mỏi của ông bà lão đã thành sự thật. Một buổi sáng nọ, có quả bí đỏ lăn vào nhà ông bà. Ông ơi, ông ra đây coi nè. Chắc là trời Phật ban cho chúng ta đây rồi. Tôi thấy rồi, mặc dù hình thù của nó có vẻ kỳ dị, nhưng mà nó đã đến đây thì chúng ta hãy yêu thương nó như con đẻ của mình, bà nhé. Vâng, chúng ta sẽ coi nó như con. Thế là từ đó, ông bà lão gọi đứa con đó là Bí Đỏ, suốt ngày bế ẩm, nâng niu. Bí Đỏ cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Năm ấy, khi Bí Đỏ được 18 tuổi. Cha, ở đây chơi thích quá. Bí Đỏ có giọng hát vô cùng tuyệt diệu, trong veo như tiếng suối chảy, thánh thót như tiếng chim ca. Mỗi khi Bí Đỏ cất tiếng hát, thì lập tức vạn vật xung quanh cũng phải lặng nghe. Có tiếng hát của ai thánh thót đâu đây? Thật là kỳ lạ, không lẽ quả bí đỏ lại có thể hát sao? Mình phải đứng đây chờ xem sao mới được. Trước khi trời tối, mình phải hái một giỏ nấm mang về rồi đặt trước cửa nhà cho bố mẹ mới được. Từ hôm đó về, hoàng tử ốm tương tư, mỗi ngày một thêm trầm trọng, làm cho cả kinh thành vô cùng lo lắng. Những vị ngự y giỏi nhất từ khắp nơi đã được cử về, nhưng không ai phát hiện ra bệnh tình của hoàng tử cả. Con của ta, hãy mau khỏi bệnh đi. Còn cứ thế này, ta làm sao mà sống nổi? Con chỉ có thể khỏi được bệnh khi thấy quả bí đỏ biết hát. Thế là nhà vua cho quân lính đi loan tin khắp nơi, đến tận những hang cùng ngõ vắng, để tìm quả bí đỏ biết hát. Mẹ ơi, mẹ hãy đem con lên kinh thành để lĩnh thưởng đi mẹ. Con của ta, con đi đứng còn không được, nói chi là biết hát. Lệnh của nhà vua ban ra, chứ có phải trò đùa đâu con. Mẹ cứ yên tâm mang con lên kinh thành đi. Con sẽ hát cho hoàng tử và cả kinh thành nghe. Sẽ chữa được căn bệnh cho hoàng tử, mẹ ạ. Thế là, với sự năn nỉ của Bí Đỏ, bà mẹ đã quyết định đưa Bí Đỏ lên kinh thành hát để chữa bệnh cho hoàng tử. Khi Bí Đỏ cất giọng hát, mọi người lặng đi bởi tiếng hát vô cùng trong trẻo, tuyệt diệu. Hoàng tử nghe được tiếng hát của Bí Đỏ, liền lập tức khỏi bệnh. Dạ thưa phụ vương và mẫu hậu, đây chính là Bí Đỏ con đã tìm kiếm nhớ mong suốt bao nhiêu ngày. Xin vua cha hãy ban cho con cưới Bí Đỏ về làm vợ. Hoàng tử cưới một quả bí đỏ ư? Không được, ta nhất quyết không thể đồng ý chuyện này. Con đường đường là một hoàng tử, kế thừa vương quốc, không thể lấy một người vợ kỳ dị như vậy. Ta giữ đúng lời hứa, ban thưởng cho hai mẹ con bà một túi vàng. Bà hãy mang quả bí đỏ này về đi, và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Kể từ lúc mẹ con Bí Đỏ đi khỏi, bệnh tình của hoàng tử ngày càng trầm trọng hơn. Chàng không nói lời gì,
chỉ còn thoi thóp thở. Đến ngày thứ bảy, hoàng tử đã quá yếu. Thế là nhà vua lại sai quân lính đi khắp nơi tìm bằng được bà lão cùng quả bí đỏ để mời họ quay trở lại kinh thành. Khi tiếng hát của bí đỏ vang lên, lập tức chàng hoàng tử khỏe trở lại. Bí đỏ ơi, hãy làm vợ ta nhé. Thế là hôn lễ lên đình được diễn ra tại kinh thành. Chàng hoàng tử và bí đỏ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tầm gửi. Thần thoại Bắc Âu kể lại câu chuyện về thần Balder, vị thần mặt trời, tượng trưng cho nhiệt huyết và niềm vui, nằm mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp. Mặt trời không còn, niềm vui khuất bóng, vì vị thần trẻ đẹp Balder sẽ qua đời bởi một hiểm họa từ mặt đất. Đã ba đêm liền ta nằm mơ thấy những điều kinh khủng này. Thần Balder liền đem cơn ác mộng kể cho mẹ mình là nữ thần Riga, vị thần của tình yêu và sắc đẹp. Một vị thần mộng giấc ba đêm thì đó là sự thật, một điềm báo. Con sẽ chết thật sao? Thế gian này sẽ mãi chìm trong bóng tối và sự u uất. Không thể nào, ta sẽ yêu cầu muôn loài muôn vật hứa sẽ không làm điều gì thương tổn đến sinh mạng con. Sao con vẫn có linh cảm những chuyện ấy sẽ ập đến? Hãy tin ở ta. Làm thương tổn Balder? Không bao giờ. Ác mộng đó thật hoang đường. Ta tụ hợp các chư thần ở đây, chỉ xin một lời hứa đảm bảo, hãy luôn bảo vệ Balder. Chúng tôi đương nhiên là sẽ làm vậy, nhưng để yên tâm hơn, nữ thần hãy đi gặp đủ mặt muôn vật và nghe đủ lời cam đoan sẽ bảo vệ chàng. Tất nhiên ta phải gặp hết chứ. Nữ thần Riga đã ngỏ lời đến vạn vật bảo vệ Balder, từ cây cối, chim muôn đến thú rừng. Nếu Balder phải chết, thì mọi vật trên mặt đất cũng sẽ chết theo. Chúng tôi đương nhiên sẽ không làm gì thương tổn đến thần Balder. Tôi vừa từ đồng bằng Aida tới, nghe nói các chư thần của vạn vật đã kiệu thần Balder đến đó để chứng minh quyết tâm bảo vệ người. Vậy là tốt rồi. Đúng là muôn vật đều không đụng tới, dù chỉ sợi lông chân của ta. Thật là tuyệt diệu, thần Balder của chúng ta sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Trong các vị thần họ reo, có một kẻ đứng lặng. Đó là Loki, vị thần ác, luôn thích thú khi gây được nguy hiểm cho các thần khác. Lần này để xem. Loki đã tìm ra kẻ hở trong lời nguyền của nữ thần Riga, chính là cây tầm gửi. Tầm gửi không mọc lên từ đất mà sống nhờ vào thân cây khác, nên không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Ngươi chưa từng hứa sẽ bảo vệ thần mặt trời Balder đúng không? Tốt lắm, ta sẽ làm một mũi tên từ thân tầm gửi tẩm độc. Nhanh như cắt, Loki dương cung bắn mũi tên vót bằng thân tầm gửi tẩm độc vào thần mặt trời. Mũi tên nhỏ nhọn hoắt vút tới xuyên thẳng vào tim. Balder gục chết tức khắc. Kẻ nào có thể hãm hại người? Kẻ nào? Thần ác Loki, mau bắt gã đền tội. Từ nay thế giới thần sẽ vĩnh viễn tẩy trừ hắn. Điều quan trọng là mũi tên bắn vào ngực Balder, nó là cái gì mà có thể chống lại lời nguyền của nữ thần Riga? Balder, con ơi, ta không tin. Con tỉnh lại đi, Balder. Tầm gửi, tên độc này vốn làm từ thân cây tầm gửi. Là lỗi của ta đã bỏ qua loài cây nhỏ bé sống ký sinh trên thân cây lớn này. Balder đã hồn lìa khỏi xác. Trước hết, phải thỉnh cầu thần âm phủ Hel cho chàng ấy trở về nhân gian. Cái chết của thần mặt trời khiến thế gian lập tức chìm trong u tối. Phải thử xem Balder có thật được muôn vật thương mến không? Điều này là đương nhiên. Thế gian thiếu thần mặt trời khác gì ngày tận thế chứ? Nếu tất cả đều thương và khóc,
thì Bander sẽ được sống lại. Đặc biệt, những loài cây có quả và hoa đều phải đổi sang trắng. Tất thảy muôn vật trên mặt đất đều khóc than cho Bander, nhất loạt hoa trái đều chuyển sang màu trắng, trừ cây tầm gửi. Cho đến ngày thứ ba, nữ thần Riga khóc thương con và trách mình vô tâm đến cạn nước mắt. Và tấm lòng mẫu tử đó của bà đã lay động được cây tầm gửi. Sinh mạng thần mặt trời quay trở lại dương gian. Con trai của ta đã quay trở lại rồi. Cảm ơn nhành cây bé nhỏ mà ân tình đã không để bụng sự vô tâm của ta. Từ đó, nữ thần tình yêu và sắc đẹp đã ban phước lành cho những ai nâng niu nhành cây tầm gửi. Cũng từ thần thoại này, dịp Giáng sinh, người phương Tây thường treo nhành tầm gửi trước nhà đón bình an. Sự tích cây tính tẩu. Thở xa xưa, ở xứ Mường Nọ có một bản đông đúc và giàu có. Cai quản bản là một trưởng bản mà người ở đây thường gọi là Tạo. Tạo tuy rất giàu có nhưng tính cũng rất keo kiệt, độc ác. Tạo chỉ có một mụn con gái là nàng Sao. Trong bản có một chàng trai nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mọi người vẫn gọi là Diêu. Chàng Diêu phải đi làm thuê cho nhà Tạo. Chàng làm luôn tay luôn chân, từ khi con gà trống cất tiếng gọi mặt trời dậy cho đến khi mặt trời ngủ say mà cái bụng vẫn không đủ no, cái tai vẫn phải nghe những lời không đẹp. Dù vậy, tâm hồn chàng vẫn luôn thuần khiết như ánh trăng. Chàng biết làm bí thổi hay nhất mường. Những đêm trăng sáng, chàng thường mang bí ra thổi tới tận khuya. Mỗi lần nghe tiếng bí của chàng Diêu vọng vào, nàng Sao lại không tài nào ngủ được. Tiếng bí đã khiến đôi mắt nàng long lanh và trái tim nàng bồi hồi. Một đêm, nàng lén trốn ra bến nước, đứng trong bóng tối của cây bang, mải mê lắng nghe tiếng bí tha thiết ấy. Có phải tiếng bí của tôi khiến cho nữ thần mặt trăng lạc bước xuống trần? Mời nàng bước ra đây, ngồi cạnh tôi đây. Tôi sẽ thổi cho nàng nghe điệu nhạc hay nhất. Tôi không phải nữ thần gì đâu. Tôi chỉ là một cô gái yêu thích tiếng bí của chàng mà bước đến đây. Nàng Sao là nữ thần mặt trăng trong lòng tôi. Sao chàng biết tên tôi? Tôi biết nàng hay ngồi dịch vải bên cửa sổ. Tôi biết nàng thích hoa băng trắng trong rừng. Mỗi đêm, tôi đều cầu xin thần mặt trăng cho được gặp gỡ và trò chuyện cùng nàng. Ngồi bên nhau, chàng Diêu và nàng Sao thấy trăng như sáng hơn, gió như mát hơn. Cho tới khi con gà trong bản cất tiếng gáy gọi mặt trời, họ mới bịnh rịnh chia tay nhau. Chuyện chàng Diêu và nàng Sao đêm đêm tâm tình ngoài bến nước lâu dần cũng lọt đến tai Tạo bản. Lão tức giận ứ đầy bụng. Sao mày dám yêu con gái Tạo hả Diêu? Đánh cho mày chết này. Cha ơi, con xin cha tha cho chàng. Con xin cha mà. Con xin cha cho con và chàng được nên vợ chồng. Chúng con yêu nhau thật lòng cha ơi. Đợi tao chết đi đã. Người đâu, mau đưa cô Sao vào phòng. Cha ơi, con xin cha, con xin cha. Thằng Diêu kia, mày phải rời khỏi bản ngay. Thế là Tạo đuổi Diêu ra khỏi bản. Chàng Diêu ơi, đợi em đã. Em mang cho chàng một quả bầu đựng nước, một cây gậy để chàng đi rừng, một con dao để chàng dùng khi gặp thú dữ. Biết bao giờ em mới gặp lại được chàng đây. Mùa trăng năm sau, ta sẽ trở lại tìm nàng. Chàng mang theo mấy sợi tóc của em đi cùng. Mỗi lần nhìn những sợi tóc này thì nhớ đường về với em. Rời bản, chàng Diêu cứ theo con suối mà đi ngược mãi, ngược mãi. Một đêm, trời đổ mưa tầm tã, Diêu trú trong một hang nhỏ bên suối tránh mưa. Mưa mãi không ngớt, ngồi nhìn trời mưa, lòng chàng Diêu càng nhớ thương nàng Sao da diết. Bỗng có một con rắn mò đến. Chàng vung gậy, vụt mạnh vào sợi dây rừng trước mặt để đuổi một con rắn đi. Lạ thay, sợi dây rừng không bị đứt, lại còn phát ra tiếng ngân rất lạ. Chàng thử vụt cây gậy liên tiếp vào những sợi dây rừng. Những âm thanh quyện hòa vào nhau nghe rất vui tai. Những tiếng ngân đó như tiếng bí chàng vẫn thổi, có lúc lại như tiếng thầm thì thương nhớ của nàng Sao bên bến nước trong những đêm trăng hôm nào.
Chàng nghĩ không biết làm cách nào để mang được tiếng ngân kia về cho nàng sao cùng nghe. Chợt nhớ đến những vật mà nàng sao trao cho lúc chia tay, chàng nghĩ ra một cách. Chàng dùng gậy xuyên qua quả bầu tạo nên một chiếc đàn trông như một cái cây mọc lên từ hang đá. Rồi chàng bệnh những sợi tóc của nàng sao tạo nên những sợi dây rừng trước cửa hang. Làm đi, sửa lại, thử trước, sửa sau. Hết 3 ngày đến bữa quên ăn, qua 3 đêm cũng không muốn ngủ. Chàng Diêu đã làm được một chiếc đàn có tiếng ngân như âm thanh phát ra từ cái hang đá chàng đang ở. Chàng búng vào 2 sợi tóc, âm thanh vọng ra nghe thật êm dịu, giống như tiếng thầm thì tâm sự của nàng sao bên cạnh. Vui mừng khôn xiết, Diêu quyết định mang chiếc đàn trở về bản để nàng sao cùng nghe được những tiếng ngân ấy. Chàng về ngồi bên bến nước đầu bản, đánh lên những âm thanh vui tai từ chiếc đàn mới. Nghe tiếng đàn lạ tai, dân bản đều kéo đến nghe rất đông. Tiếng đàn ấy theo gió vọng vào tận giường bệnh của nàng sao. Từ ngày chàng Diêu bị đuổi ra khỏi bản, nàng sao đổ bệnh nặng. Tạo bản đã tốn bao nhiêu lợn gà, mất bao nhiêu công đi mời thầy mo về mà vẫn không khỏi. Nhận ra tiếng đàn của người yêu, nàng lao ra khỏi nhà, theo tiếng đàn mà chạy đến bến nước. Chàng Diêu đã về rồi ư? Ta về rồi đây, ta còn mang những tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cùng nàng nghe nữa đây. Thằng Diêu kia, mày đang làm gì ở đây? Mày to gan thật đấy. Sao? Về ngay cho cha. Chàng Diêu đem được cả tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cho nàng sao cùng nghe. Tình yêu ấy cảm động được cả dân bản và trời đất. Mà không cảm động được Tạo, thì Tạo còn xứng cai quản bản ta hay không? Già làng nói đúng rồi. Tạo phải để cho đôi trẻ được nên vợ chồng đi thôi. Già làng và dân bản đều vun vén cho đôi trẻ. Tạo quá bối rối, không biết phải làm gì. Cuối cùng, Tạo đành ưng thuận nhưng trong bụng vẫn ứ đầy tức giận. Thế là, sau bao xa cách, chàng Diêu và nàng sao đã trở về bên nhau. Khi chàng đánh lên tiếng đàn thánh thót hòa cùng tiếng hát trầm bổng của nàng, dân bản ai cũng thấy rộn ràng trong lòng. Dân bản gọi chiếc đàn là tính tẩu, tức là đàn quả bầu. Từ đó, trong những đêm trăng sáng và những ngày hội, cả bản Mường đều vui vẻ, nhộn nhịp trong tiếng tính tẩu giặc diều tha thiết. Chú gấu ủ rũ. Sao mình chẳng ngủ được thế này? Ôi, ngon quá. Cú cá béo tròn của ta. Mùa đông còn kéo dài đến bao giờ nữa đây? Khi nào mình mới được ra ngoài đi bắt cá chứ? Ôi, chán quá. Buồn chết đi được. Tuyết tan rồi. Nhưng giờ mình đi bắt cá thì sẽ không được ngủ nữa. Ngoài kia có những chú cá béo thật đấy, nhưng chẳng được nằm trong hang đánh một giấc, mới đáng buồn làm sao. Ủa, sao bạn gấu kia trông buồn bã vậy nhỉ? Bạn ấy có chuyện gì sao? Chào bạn gấu, bạn có chuyện buồn gì sao mà ủ rũ vậy? Chào bạn, chẳng là mình đang nghĩ chẳng biết bao giờ thì lại đến mùa đông. Bạn thích mùa đông lắm à? Thì mùa đông đến, mình sẽ được ngủ một giấc thật dài và thật đã ở trong hang. Nhưng thật ra, mùa đông đến không được đi bắt cá nữa cũng khiến mình buồn lắm. Thật kỳ lạ, khi mùa đông bạn buồn vì không được đi bắt cá, còn khi mùa đông qua rồi, bạn lại buồn bã vì không được ngủ một giấc dài trong hang. Thì đúng là vậy đấy, mình đang buồn lòng đến mức chẳng muốn bắt cá nữa đây. Thế này thì đúng là chẳng bao giờ bạn thấy vui được. Sao bạn không nghĩ là khi mùa đông đến, bạn sẽ có giấc ngủ thật ngon trong hang ấm áp, còn khi mùa đông qua đi, thì bạn sẽ có những bữa ăn cá thật no và ngon. Sao có chuyện đó được chứ? Rõ là mùa đông tôi không có cá, còn giờ thì mình chả được ngủ một giấc thật dài nữa còn gì.
Xem chừng tâm trạng của bạn chẳng khi nào vui được nhỉ. Hãy cứ ra đằng hồ đi. Nếu như bạn vẫn buồn đến mức chẳng muốn bắt cá thì tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Chuyện gì vậy? Wow, các bạn đông anh chị em ghê nhỉ. Thật ra trước kia chúng tôi đông đúc hơn cơ. Nhưng qua mỗi mùa di cư, đàn lại dần vơi bớt đi. Sao lại bớt dần đi? Khi mùa đông chuẩn bị đến, thay vì sẽ đi ngủ đông như họ gấu nâu của bạn, thì chúng tôi lại lên đường về phương Nam tránh rét. Vì chặng đường không hề ngắn, nên chúng tôi phải bay liên tục ngày qua ngày. Trên đường đi, không phải hôm nào dừng lại cũng kiếm được đồ ăn no bụng cho tất cả. Suốt chặng hành trình đó, không phải tất cả mọi người đều đủ sức để đi đến cuối cùng. Chặng đường xa xôi như vậy, sao các bạn cứ nhất định phải đi? Cứ ở đây có phải tốt hơn không? Đâu có được, giống như bạn vậy, mùa đông phải tránh rét trong hang, thì chúng tôi cũng phải đi về phương Nam tránh rét thôi. Nhưng bạn biết chúng tôi khác bạn ở điểm gì không? Điểm gì? Là chúng tôi không coi đó là việc đáng buồn rầu phải than thở. Chúng tôi chấp nhận cuộc hành trình gian khó đó và tận hưởng bằng niềm vui khi bay qua những miền đất khác nhau. Vì ở cuối chặng đường là nơi chúng tôi có chỗ sống vui vẻ qua mùa đông. Rồi khi mùa xuân trở lại, chúng tôi lại bay về đây. Đúng là nếu ở vị trí của các bạn, tôi sẽ mệt mỏi với việc bay đi bay đó lắm. Vui hay buồn đều là ở cách suy nghĩ của mình mà. Thế nên, bạn đừng buồn vì không có giấc ngủ dài như cả mùa đông nữa. Hãy vui vẻ bắt cá đi. Chẳng phải bạn rất thích cá đó sao? Bản chất bốn mùa đều có những nét đẹp riêng mà. Kìa hạt nhảy múa, sao bạn lại ở đây, bạn không ra bắt cá cùng mọi người? Bạn có tên là hạt nhảy múa sao? Đúng vậy, bạn xem này. Còn tôi thì là hạt một cánh, bạn xem này. Ủa, sao lại thế? À, là vết thương trên đường đi di trú ấy mà. Nhưng mà chúng tôi vẫn bay tốt lắm. Và tên chúng tôi rất hay, có phải không? Mà nãy giờ quên mất, chưa hỏi tên của bạn. Mình tên là Gấu Poly. Đúng rồi. Vậy từ giờ chúng mình gọi bạn là Gấu Poly vui vẻ được không? Bạn hãy luôn vui vẻ và lạc quan như cái tên này nha. Hay bạn thích bị gọi là Gấu Poly ủ rũ nào? Cảm ơn bạn. Từ giờ hãy gọi mình là Gấu Poly vui vẻ nha. Gấu Poly vui vẻ, cùng đi bắt cá nào. Ra là chặng đường của các bạn ấy thật chông gai, thế mà họ vẫn rất lạc quan vui vẻ. Trong khi mùa đông còn chưa tới, hãy đi bắt cá và thật vui vẻ mới được. Chào các bạn hạt, vậy là hôm nay các bạn sẽ về phương Nam rồi. Hãy đi cẩn thận nha. Hẹn gặp bạn vào mùa xuân năm sau nha. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Nhất định rồi, cảm ơn các bạn đã giúp mình hiểu ra và có những ngày luôn vui vẻ. Tạm biệt. Truyền thuyết Kangaroo. Ngày xưa, ở vùng đất nọ, có đôi bạn Mira và Warren rất thân, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Hàng ngày, đôi bạn vẫn thường cùng nhau vào rừng săn bắt và kiếm ăn. Warren! Mira! Warren, cậu ở đâu? Cứu với! Warren! Trời ơi, Warren, tôi tưởng cậu không tìm thấy tôi chứ. Suýt chút nữa, tôi đã bắn được con cáo ấy rồi. Chúng ta đã đi quá xa rồi Warren à. Phải nhanh rời khỏi đây trước khi trời tối. Chúng ta đã đi lạc rồi Warren à. Tôi đau chân lắm, không thể đi nổi nữa. Nhìn kìa Miran, hình như đằng trước có người. Ôi may quá, vậy thì chúng ta nhanh đến đó đi, tôi mệt và đói lắm. Chà, mùi thịt nướng thơm quá à. Ôi, một cô gái xinh đẹp, cô ấy xinh như một thiên thần vậy. Lạ thật,
Sao giữa rừng lại có cô gái xinh đẹp thế này chứ? Trời ơi, chúng ta gặp được cô gái đẹp giữa rừng thế này là một may mắn đấy. Cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau gõ cửa xin ở nhờ đi Miran. Hãy khoan, qua trên. Tôi đang lo ngại liệu chúng ta có bị lừa không. Tôi cứ có cảm giác không an toàn kiểu gì đấy. Cậu đa nghi quá đấy Miran à. Làm sao một cô gái mềm yếu xinh đẹp như thế kia có thể lừa chúng ta chứ? Với lại tầm này chúng ta có thể đi đâu? Cậu không thấy chân tôi bị thương sao? Tôi mệt lắm rồi. Các anh là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi vào đêm khuya thế này? Chúng tôi lạc trong rừng. Cô có thể cho chúng tôi ngủ nhờ qua đêm không? Tất nhiên rồi. Nếu các anh không ngại á, xin mời vào dùng bữa tối cùng với tôi nha. Cậu thấy không? Cô ấy rất thân thiện. Có gì mà cậu phải lo lắng chứ? Mời các anh. Dạ, tuyệt quá. Cảm ơn cô gái. Cô sống một mình ở đây lâu chưa? Tôi không có cha mẹ. Chỉ biết lớn lên đã ở trong khu rừng này rồi. Đây là nhà của tôi nên chẳng có gì đáng sợ cả. Chúng tôi cũng là những kẻ không nhà cửa, lang thang dọc con sông, sống bằng nghề săn bắt. Nay lạc vào đây, mai gặp cô. Cô không ngại cho chúng tôi được tá túc qua đêm ở đây chứ? Có gì đâu. Các anh không chê nhà tôi thì xin cứ ở lại đây một vài ngày. Lúc nào tìm được chỗ mới thì đi cũng được mà. Thế thì tuyệt quá. Phải không Miran? Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể ở đây lâu đâu. Dạ, không ngờ ở đây mấy hôm mà mình lại thấy quen rồi, chẳng muốn đi đâu hết. Miran đang làm cái quái quỷ gì thế chứ? Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Đi nhanh quá, mình mất dấu mất rồi. Miran, cậu đang có ý đồ gì thế? Được rồi, tôi sẽ về nhà đợi cậu và hỏi cho ra nhẽ. Cứu tôi với! Cô làm sao vậy cô gái? Nói ra anh lại không tin. Ôi, sao tôi lại không tin chứ? Cô cứ nói, có điều gì khiến cô phải khóc? Đó là Miran. Không đâu, tôi không muốn chia rẽ tình cảm của hai người một tí nào hết. Miran đã làm gì để cô khóc thế này? Cô hãy nói đi. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai, kể cả Miran nếu làm cô buồn. Miran, anh ấy có ý đồ xấu với tôi. Lúc tôi đang tắm thì anh ấy có một mực nói thích tôi, còn đụng chạm người của tôi. Anh ấy còn ngỏ lời muốn tôi đuổi anh đi để được ở cùng với tôi, nhưng mà tôi đã không đồng ý. Cái gì? Miran, không ngờ cậu lại tệ như vậy. Thế cậu ấy đâu rồi? Tôi không biết, nhưng tôi sợ lắm. Tôi mặc vội bộ đồ rồi chạy thật nhanh, chỉ mong đánh lạc hướng anh ấy thôi. Suýt tí nữa thì rơi xuống hố rồi. May mà anh đến kịp lúc đấy Warren à. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Anh đừng bỏ rơi tôi nha, tôi sợ lắm. Warren à, hôm nay tôi đã tìm được đường ra khỏi khu rừng này rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta rời khỏi đây thôi. Có chuyện gì thế Warren? Cậu bị làm sao thế? Cậu là kẻ phản bội. Cậu hãy cút đi luôn đi. Tôi không đi cùng cậu nữa. Cậu bị quỷ ám hả Warren? Cậu đang nói gì thế? Cậu đừng giả vờ nữa đi. Thế mà ban đầu cậu còn nghi ngờ cô ấy. Hóa ra cậu đã có ý đồ với cô ấy, nên cố tình làm ngơ để đẩy tôi ra ư? Tôi không nghĩ cậu lại xấu xa như thế đâu. Cậu điên rồi Warren à. Thôi được, nếu cậu không đi cùng tôi cũng không sao hết. Tôi sẽ không quay lại tìm cậu đâu. Vậy cậu đừng hối hận nha. Làm tốt lắm Warren yêu quý của ta. Kẻ nào bị ta mê hoặc, ta sẽ có cơ hội để biến kẻ đó thành rắn rết cho ta nạp năng lượng. Hey,
Varen, kẻ bị ta mê hoặc đã đến lúc thành món đồ ngon cho ta rồi. Đạp năng lượng, ta sẽ có đủ quyền năng để có thể biến tất cả lũ người các ngươi thành thứ mà ta muốn. Lúc đó, ta không cần phải dùng đến diệu kế mê hoặc như thế này nữa. Trời ơi, Miran nói đúng. Mình đã bị cô ta lừa rồi. Một con quỷ, thật sự... Ngươi nhận ra lúc nãy đã quá muộn. Đợi ta xử ngươi xong thì sẽ tìm đến người bạn yêu quý của ngươi. Chẳng ai thoát được khỏi tay ta cả. Miếng mồi tuyệt hảo của ta. Varen, ngươi đừng hòng trốn thoát. Warren, anh đâu rồi? Warren! Trời ơi, cô ta chính là một con quỷ thực sự. Mình đã đoán không sai mà. Miran, anh đã quay lại ư? Hãy mau chạy đi. Tôi bị thương nặng lắm, không qua khỏi được đâu. Anh hãy mau đi đi. Mũi tên tẩm độc của tôi không đủ làm con quỷ này chết hẳn đâu. Nếu vậy thì tôi sẽ đưa anh đi cùng. Có chết tôi cũng không thể để anh bị chôn vùi dưới này được đâu. Xin lỗi Miran, tôi không hiểu. Tôi đã không hiểu. Thương bạn, Miran không muốn bạn bị chôn sống dưới hố sâu cùng con quỷ, nên anh đã ôm bạn chạy thật xa. Chạy nhiều và nhanh đến mức chân của Miran dài ra, tay ôm bạn đến mức hóa thành chiếc túi. Chạy mãi, Miran dần hóa thành con chuột túi lớn, có túi đằng trước như cái giỏ đựng. Nó chạy mãi rồi cũng tìm được đến vùng đất mới là đồng cỏ mênh mông. Về sau, người ta gọi con chuột túi đó là kangaroo, theo tiếng của người bản địa là tôi không hiểu, như giải thích cho sự hiểu lầm trong tình bạn của Miran và Warren. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!